Phẩm thứ 8. Các vua Diêm La tán thán công đức. Khi bấy giờ trong núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương, các vua Diêm La thiết tập cùng Linh Cung Chờ Đao Lợi đến chỗ Đức Phật. Các quỷ vương đó tên hiệu gọi là quỷ vương Ác Độc, quỷ vương Đa Ác, quỷ vương Đại Tranh, quỷ vương Bạch Hổ, quỷ vương Huyết Hổ, quỷ vương Xích Hổ, quỷ vương Gieo Tai Họa, quỷ vương Phi Thân, quỷ vương Điện Quang, quỷ vương Nanh Sói, quỷ vương Ngàn Mắt, quỷ vương Ăn Thú Vật, quỷ vương Phát Đá, quỷ vương Chủ Hao Tổn, quỷ vương Chủ Tai Họa, quỷ vương Chủ Tài Sản, quỷ vương Chủ Thực Phẩm, quỷ vương Chủ Gia Súc, quỷ vương Chủ Loài Chim, quỷ vương Chủ Loài Thú, quỷ vương Chủ Yêu Mị, quỷ vương Chủ Sản Dục, quỷ vương Chủ Sinh Mệnh, quỷ vương Chủ Tật Bệnh, quỷ vương Chủ Hiểm Nguy, quỷ vương Ba Mắt, quỷ vương Bốn Mắt, quỷ vương Năm Mắt, quỷ vương Kỳ Lợi Thất, quỷ vương Đại Kỳ Lợi Thất, quỷ vương Kỳ Lợi Xoa, quỷ vương Đại Kỳ Lợi Xoa, quỷ vương Anacha, quỷ vương Đại Anacha. Những đại quỷ vương như thế cùng với hết thảy trăm nghìn tiểu quỷ vương khác ở khắp trong cõi Nam Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có trụ sở. Những quỷ vương cùng các vua Diêm La đều được nâng nhờ uy thần của Phật và sức của Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng lên được tới cung Chờ Đao Lợi đứng qua một phía. Khi bấy giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con cùng các vị quỷ vương đều được nâng nhờ uy thần của Phật và Ngài Địa Tạng, lại nhờ đã gây được chút duyên lành nên mới được đến cung Chờ Đao Lợi dự đại hội này. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ muốn được bạch hỏi, quý xin Thế Tôn từ bi chỉ dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo với vua Diêm La rằng: Ông cứ việc hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ cho. Khi bấy giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn xong, ngoảnh lại ngưỡng trông Địa Tạng Bồ Tát mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con ta nhận thấy Địa Tạng Bồ Tát dùng nhiều phương tiện cứu khổ chúng sinh khắp trong sáu đường mà không mỏi mệt. Bậc Đại Bồ Tát có sức thần thông cứu khổ không dễ nghĩ bàn như thế, nhưng sao chúng sinh vừa thoát khỏi tội chẳng được bao lâu lại phải bị đoạn vào trong đường ác? Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát đã có sức thần khôn xiết như thế, tại sao chúng sinh chẳng chịu nương theo đường thiện để được vĩnh viễn giải thoát? Xin Đức Thế Tôn giảng cho con rõ. Bấy giờ Đức Phật bảo với vua Diêm La rằng: Chúng sinh trong cõi Nam Diêm Phù Đề căn tánh ương ngạnh, thật khó dạy dỗ, thật khó uốn nắn. Vị Bồ Tát đây trải trăm nghìn kiếp đã từng cứu bản những chúng sinh đó cho sớm giải thoát. Những kẻ tội báo dù cho bị đọa vào đường ác lớn, Địa Tạng Bồ Tát cũng dùng đủ sức phương tiện nhổ sạch cội gốc nghiệp duyên, khiến cho nhiều rõ được việc đời trước. Tại vì chúng sinh ở cõi Diêm Phù kết tập ác nặng, cho nên đường ác hết ra lại vào, khiến cho Bồ Tát khó nhọc nhiều kiếp làm việc cứu độ. Ví như có người quên mất nhà mình, lạc vào đường hiểm, trong đường hiểm đó có nhiều dạ xoa, hổ, sói, sư tử, chân rết, rắn độc. Người quên nhà đó đang đi đường hiểm, chỉ giây phút nữa là sẽ bị hại. May có một vị trí thức hiểu biết nhiều phép thuật lạ, có thể ngăn cản những quỷ dạ xoa, các loài độc hại. Trí thức chợt gặp người quên nhà kia đang vào đường hiểm, bèn vội bảo rằng: Ô hay ông kia, vì lý do gì mà vào đường này, liệu có phép lạ ngăn được các loài độc hại ấy không? Người lạc đường đó cũng nghe nói thế mới biết đường hiểm, vội lui trở lại cầu ra khỏi đường. Vị thiện tri thức nắm tay dắt dìu dẫn người lạc đó ra ngoài đường hiểm khỏi sự độc hại, đến con đường lành giúp cho yên ổn, rồi mới bảo rằng: Ông thấy sợ chưa, từ nay trở đi chưa có bước chân vào đường này nữa, nếu đã bước vào khó mà ra được, lại còn tổn hại cả tính mạng kia. Người lạc đường đó xin lòng cảm phục. Khi sắp chia tay, tri thức lại dặn: Nếu ông có gặp những ai quen biết cùng người đi đường, dù nam hay nữ, cũng nên bách bảo cho họ biết rằng con đường đó có nhiều sự độc ác hại đến thân mệnh, chớ để cho họ tự vào chỗ chết. Vì thế nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi cứu vớt chúng sinh mắc tội khổ não, muốn cho chúng được sinh cõi trời người hưởng sự vui sướng. Những kẻ tội đó biết rõ sự khổ trong đường ác nghiệp, khi được thoát ra không bao giờ còn dám quay vào nữa. Nhưng người quên nhà bị lạc đường kia, gặp thiện tri thức dắt cho ra khỏi, không bao giờ còn đi lạc vào nữa, gặp thấy người khác lại bảo người ta chớ vào đường ấy, tự nói rằng mình mê nên lạc đường, nên được thoát rồi chẳng còn lạc nữa, nếu còn lạc vào tất là còn mê. Không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc vào rồi suýt thời mất mạng. Cũng như chúng sinh bị đọa đường ác, Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện khiến được thoát ra mà được sinh lên cõi trời cõi người rồi lại tái đọa, nếu nghiệp kết nặng mãi đọa địa ngục không có ngày ra. Khi bấy giờ có ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, quỷ vương chúng con số đông vô lượng ở cõi Diêm Phù, hoặc có vị làm lợi ích cho người, hoặc có vị làm tổn hại cho người, mỗi vị một khác đều không giống nhau. Lại vì nghiệp báo khiến quyến thuộc con dạo khách thế giới lành ít dữ nhiều, khi đi qua nhà buồng phòng người ta hoặc là thành ấp xóm làng trại vườn, nếu thấy có người nam hay người nữ nào dẫu chỉ làm được một việc thiện nhỏ như trong một lá phan, một bảo cái, ít hương ít hoa, cúng dường tượng Phật và tượng Bồ Tát, đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một câu văn hay một bài kệ, thì hàng quỷ vương chúng con kính lễ người đó cũng như kính lễ chư Phật đời xưa, đời nay và đời sau vậy.
Chúng con truyền cho các hàng tiểu quỷ có uy lực lớn và các thổ địa có phần trách nhiệm hộ vệ ở đó, giữ gìn không để cho những việc giữ tai nạn đột xuất, bệnh tật hiểm nghèo cho đến những việc chẳng được như ý xảy ra ở gần những khu nhà ấy, huống là còn vào đến cửa được ư? Đức Phật khen ngợi bảo quỷ vương rằng: hay thay, các ông cùng với các vua Diêm La thường hay hộ vệ những người thiện nam thiện nữ như thế, ta cũng truyền cho các vị vua trời Phạm Vương Đế Thích hộ vệ các ông. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn nói đến đấy xong, trong pháp hội có một vị quỷ vương tên là Chủ Mệnh, chắc tên cung kính bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nay cái nghiệp duyên căn bản của con chuyên trổ qua về tuổi thọ của người cõi Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử con đều chủ trương, cứ như bản nguyện của con thực có lợi ích rất lớn, chỉ vì chúng sinh không hiểu ý con, để khi sinh tử cầu chẳng được yên, tại làm sao vậy? Vì rằng những người cõi Diêm Phù Đề trước khi sinh nở, chẳng kể con trai hay là con gái, nên làm việc thiện để thêm phúc đức lợi ích trong nhà, khiến thần thổ địa vô cùng mừng rỡ, thường ủng hộ cho cả hai mẹ con đều được yên ổn, họ hàng cũng được thêm phần lợi ích. Hoặc sau khi sinh nên phải cẩn thận, đừng giết hại vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho sản phụ ăn, và cũng chưa nên hội tụ họ hàng ăn uống rượu thịt, ca nhạc đàn hát, khiến hai mẹ con không được yên vui. Vì sao như thế? Vì lúc sinh nở nguy hiểm khó khăn, có nhiều ác quỷ tinh mị võng lượng muốn ăn tinh huyết, thì con sớm sai thần linh thổ địa giúp cho mẹ con người ấy yên lành và được lợi ích. Gia đình người ấy thấy mình được hưởng những sự yên ổn vui vẻ như thế, đáng lẽ phải nên làm điều phúc lành đền ơn thổ địa, trái lại họ ham giết hại súc vật, thế đãi họ hàng, bởi những lẽ ấy mình tự gây họa, phải chịu lấy bạn mẹ con tổn hại lắm sự oan gia. Lại người trong cõi Nam Diêm Bồ Đề đến lúc mệnh chung, bất luận người lành hay là kẻ dữ, con đều không muốn cho họ bị đọa vào các đường ác, huống chi người nào trong lúc sinh thời biết tu tạo phúc lại được tăng sức hộ vệ của con. Cõi Diêm Phù Đề những người làm thiện đến lúc mệnh chung mà cũng còn có trăm nghìn quỷ thần ở các ngã, hoặc biến hiện ra hình tướng mẹ cha hay người quen thuộc, lừa gạt dẫn dắt hồn người chết kia khiến vào ác đạo, huống chi những kẻ trong lúc sinh thời đã gây tội ác. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy những kẻ nam giới hay là nữ giới cõi Diêm Phù Đề đến khi sắp chết, thần thức hôn mê không phân biệt được điều lành điều dữ, cho đến tai mắt không còn thấy nghe, thì hàng thân quyến phải nên lập đàn và cúng dường lớn, đọc tụng tôn kinh, niệm danh hiệu Phật và hiệu Bồ Tát, tu tạo thiện duyên phúc lành, như thế có thể khiến cho phong giả giải thoát khỏi những đường ác, các thần ma quỷ đều phải tránh xa. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh lúc sắp mệnh chung mà được nghe một danh hiệu Đức Phật, danh hiệu Bồ Tát hoặc một câu văn hay một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem thấy những hạng người như thế, trừ hạng bị phạm năm tội vô gián cùng tội sát hại, còn nạn tội nhỏ đáng lẽ bị đọa liền được giải thoát. Đức Phật bảo Chủ Mệnh Quỷ Vương rằng: vì ông có lòng đại từ đại bi nên đã rộng phát thiện nguyện như thế để cứu chúng sinh trong lúc sinh tử. Về đời sau này, nếu có người nam hay người nữ nào đến khi sinh tử, thì ông đừng nhãn quên bản nguyện ấy, khiến cho tất cả đều được giải thoát mãi mãi yên vui. Chủ Mệnh Quỷ Vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin đừng bận tâm. Trọn đời của con luôn luôn cứu hộ chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, khi sinh khi tử đều được yên vui. Con xin nguyện rằng những chúng sinh kia khi sinh khi tử tin theo lời con, thì không một ai mà không giải thoát được lợi ích lớn. Khi ấy Đức Phật nói với Ngài Bồ Tát Địa Tạng: ông Đại Quỷ Vương chủ thọ mệnh đây, đã từng trải qua hàng trăm nghìn kiếp làm Đại Quỷ Vương cứu độ chúng sinh trong lúc sinh tử. Bậc đại sĩ ấy vì lòng từ bi nên phát nguyện làm thân Đại Quỷ Vương, chứ thật đúng ra không phải quỷ đâu. Sau đây qua 170 kiếp, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp hiệu An Lạc, nước gọi Tịnh Trụ, tuổi thọ của Ngài không thể tính kiếp. Này Địa Tạng ơi, công việc của ông Đại Quỷ Vương này không thể nghĩ bàn, cõi trời cõi người được vị ấy độ cũng nhiều vô kể. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So Ha.